Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Thì bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, chào luật sư ạ. Dạ, chào cô. Dạ, thưa luật sư cho em hỏi là em có người gì ở North Carolina. Thì dì có để có viết cái gì chúc sẵn để cho hai đứa con sau này. Như vậy thì dì em có cần phải làm cái living trust không? Cái luật thừa kế của Cali mình với lại ở bên North Carolina có giống nhau không vậy? Dạ, tôi không dám trả lời là bởi vì tôi chỉ hành nghề ở California, tôi có bằng hành nghề ở California và bằng hành nghề bên Hawaii. Nhưng mà tôi không có bằng hành nghề ở Carolina. Thành ra không dám trả lời em, nhưng mà nói chung như thế này, cái di chúc đó bất cứ ở tiểu bang nào cũng vậy, thì khi mình qua đời đó thì sẽ phải qua thủ tục probate. Nếu cái tài sản mình nếu mình có bất động sản hay là cái tài sản mình lớn, tôi không biết luật ở North Carolina là thế nào, nhưng mà ở California đó, nếu mà cái tài sản mình trên 150.000, dưới 150.000 nó gọi là small estate thì nó không phải qua probate, trên 150.000 thì nó gọi là large estate thì nó sẽ phải có thể sẽ phải qua thủ tục probate. Hay là nếu mình có bất động sản, tại vì khi bất động sản khi chuyển nhượng đó, cái người chủ, cái người đứng tên ở trong cái giấy chủ quyền đó, họ phải ký và thị thực rồi đăng ký sở địa bộ. Mà nếu họ qua đời rồi thì đâu có ai thay họ để ký được. Do đó mà phải qua cái thủ tục probate là như vậy. Thì nói chung đó, hỏi cái người gì đó, bà đó có làm chủ bất động sản hay không? Và cái tài sản bà có lớn hay không? Nếu tài sản bà lớn, lấy thí dụ, tôi đoán chẳng hạn như là trên 200 ngàn. Thì cái tiểu bang nào cũng vậy, trên 200 ngàn là nhiều rồi. Cali 150 ngàn, trên 150 ngàn đã là nhiều rồi. Còn cái tiểu bang đó nhiều khi có thể nó còn thấp hơn không chừng. Thì nếu bà có tiền nhiều, có tài sản nhiều, thì có thể bà nên tìm cái người luật sư ở đó, ở North Carolina, để mà làm cái Living Trust nhé. Tại vì Living Trust đó là có không tùng 50 tiểu bang hết. Chẳng hạn bên Hawaii thì cũng có trường hợp tôi cũng làm Living Trust cho những cái người mà thân ở bên, hoặc là bạn bè thân chủ gì đó bên Hawaii. Còn bên Cali cũng vậy nhé. Ok. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, không có chê em. Dạ, chào em. Hello, dạ tôi luật sư Liêm. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, mỗi tiểu bang đó thì nó có cái sự thay đổi chút đỉnh về vấn đề luật, mặc dầu cái luật chung đó thì nó vẫn những cái khái niệm mà chính đó, thì nó vẫn giống nhau, nhưng mà có những cái chi tiết nó nhỏ chẳng hạn thì nó khác nhau. Lấy thí dụ, nếu mà có di chúc thì tiểu bang nào vẫn có thể phải ra tòa theo thủ tục probate hết. Nhưng mà cái khác biệt là cái số tiền bao nhiêu thì phải ra tòa, thì có thể từng tiểu bang nó khác nhau chút đỉnh nhé. Hello, dạ chúng tôi nghe đây, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây, ông có thể đặt câu hỏi. Dạ, câu hỏi là tôi nghe nói về cái bảo hiểm umbrella đó, thưa luật sư. À. Những ai mà nên đóng tiền để được hưởng cái umbrella, luật sư bảo hiểm, luật sư. Dạ, ok. Umbrella đó là cái thứ nhất là nếu mình có tài sản nhiều, thí dụ mình có một hai căn nhà và mình đã pay off, hay là cho dù mình có một căn nhà mà chẳng hạn nó cả triệu bạc mà mình đã pay off rồi, thì cái tài sản gọi là nhiều. Thì khi đó mình sợ rằng thí dụ mình, cái umbrella thường nó áp dụng trong những cái trường hợp mà bảo hiểm về xe cộ, tức là chẳng hạn mình sợ mình lái xe rồi mình gây ra tai nạn, rồi cái người nạn nhân đó họ có thể bị qua đời hay là họ bị tàn tật suốt đời, thì nhiều khi cái bảo hiểm mình không đủ, thì khi đó mình mới mua umbrella. Tuy nhiên cái umbrella đó thường thì nó sẽ đòi hỏi là mình phải mua cái bảo hiểm liability, Việt Nam gọi là bảo hiểm một chiều đó, thì thường nó sẽ đòi hỏi mình mua tối đa. Thì tùy hãng bảo hiểm, có những hãng bảo hiểm nó đòi mình mua tối đa là 100, 300, thì nó lúc đó nó mới bán, mình phải mua 100, 300 cái liability, thì sau đó nó bán cái umbrella. Thì cái umbrella có thể là 1 triệu, có thể 2 triệu, có thể 5 triệu, dần dần. Thường cái nếu mình đã mua cái liability mà cao rồi thì cái umbrella nó cũng không có nhiều đâu.
Chẳng hạn như nếu mà anh đã mua cái liability mà anh mua Tempra là 1 triệu thì có thể nó sẽ tính thêm một năm á, anh khoảng chừng 200 200 mấy chục đồng một năm mà thôi, chứ không có phải nhiều lắm. Là bởi vì nó đã cover bởi cái liability rồi. Nhưng mà có những hãng khác đó, thí dụ như là Mary Price, cái hãng bảo hiểm của Costco đó, thì có thể nó đòi mình phải mua tối thiểu là 250 ngàn tương tính một người, 500 cho tất cả mọi người thì nó mới chịu bán cái umbrella cho mình. Thì khi nó bán cái umbrella như vậy đó, thì nếu mình đã mua 250 ngàn tương tính một người, 500 cho tất cả mọi người, thì mình mua umbrella 1 triệu đi chăng nữa thì maybe nó chỉ trả mình thêm khoảng chừng trên 200 đồng một năm cho cái umbrella policy mà thôi. Và thường thường cái umbrella policy đó không những nó cover cho xe cộ của mình, có thể nó cũng cover cho những cái thuyền bè mình có, hay là những cái recreation xe cộ, hay là có thể có nhiều trường hợp nó có cover luôn những cái người giúp việc ở trong nhà của mình, hoặc là mấy cái người housekeeper hay là những người gardener chẳng hạn, thì nó cũng 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 giúp nhiều lắm cho mình. Nhưng mà nói chung nó, cái câu hỏi của anh là khi nào mua, là thường khi cái tài sản mình cao, mình sợ rằng cái trách nhiệm mình bị lớn, mình có thể bị kiện cái số tiền lớn, cái policy bảo hiểm xe cộ của mình không đủ, thì khi đó mình nên mua cái umbrella nhé. Ok. Và nếu mà quý vị muốn thì có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-714-893-3264. Thì nói chung cái bảo hiểm nó có nhiều loại, thì cái umbrella thì nó cũng cái quan trọng đó là nhiều cái loại bảo hiểm, mỗi cái bảo hiểm nó đều có cái lợi riêng của nó. Chẳng hạn như là ngoài cái liability, cái mà quý vị nên mua mà nên mua cao đó, đó là cái gọi là uninsured motorist. Tại vì cái uninsured motorist đó nó sẽ giúp cho mình trong trường hợp cái bên đối phương họ không có bảo hiểm, hay là họ có bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm nó không đủ, mà nếu mình mua cái uninsured motorist cao thì cái bảo hiểm mình sẽ nhảy vô nó trả cho mình. Lấy thí dụ nha, lấy thí dụ mình có một cái tai nạn, cái người kia nó lái xe say rượu đụng mình bị thương tích rất là nặng, phải vô nhà thương, cái tiền mà bệnh viện nhà thương mình trên cả 100 ngàn. Nhưng mà chẳng may cái người đối phương họ chỉ có bảo hiểm một chiều là có 15 ngàn thương tích cho một người, thì bảo hiểm họ chỉ trả cho mình 15 ngàn thôi. Thì mà thương tích mình có trên cả 100 ngàn, thì nếu trong trường hợp mình có mua cái uninsured motorist đó, mà mình mua chẳng hạn cao như là 250 ngàn, 500 ngàn, nếu mình mua 250 ngàn thương tích một người thì cái 15 ngàn đầu tiên đó là bên đối phương họ trả, cái còn lại cái 235 ngàn là phần còn lại là bảo hiểm của mình họ sẽ trả. Và khi họ trả như vậy họ cũng sẽ không có tăng cái bảo phí của mình, là bởi vì lý do mình mua cái insurance là để bảo vệ trong trường hợp mà bên bờ bên kia họ có lỗi nhưng mà cái bảo hiểm họ không đủ, thì bảo hiểm mình sẽ nhảy vô trả tiếp cho mình. Ok, hello, giờ chúng tôi nghe đây, luật sư Liêm tôi nghe đây. Kính chào luật sư, Dạ, xin tôi chị có chào câu ông. hỏi, xin Dạ, hỏi được. luật sư là, chẳng hạn như là mình đang trên đường mình chạy thẳng, thế rồi có một thằng ở trong ngõ nó chạy thẳng ra, thế mình sợ đụng nó, mình đạp thắng lại, thế rồi cái xe đi sau nó phải mình, thì cái thằng nó chạy thẳng ra từ trong ngõ chạy ra thì nó không sao hết, mà xe mình với xe đằng sau mình nó thì bị tai nạn. Như vậy trong trường hợp đó lỗi của ai hả luật sư? Lỗi của cái người mà phía sau của ông, lỗi của người phía sau của ông, tại vì á, trong cái luật về giao thông đó nó có điều khoản là nó nếu mà cái người phía sau họ lái xe mà quá gần ông, để khi rủi chẳng may ông thắng bất thình lình mà họ đụng phía sau ông đụng tới, thì họ sẽ bị lỗi, nó gọi là falling too close. Đại khái đó luật nó đòi hỏi á, luật về giao thông nó đòi hỏi là mình phải giữ một cái khoảng cách an toàn giữa cái xe mình và cái xe phía trước của mình. Và nếu lý do gì mà mình đụng cái xe phía trước mình, đụng phía sau đụng tới, thì mình có thể là sẽ bị lỗi. Đó. Thành ra chỉ trừ khi, lấy thí dụ, cái người phía trước của mình họ không lý bất không không có lý do gì tự nhiên đang lái giữa chừng, cái thắng giữa chừng đó, thì khi đó đó
mà và mình có người làm chứng là cái người phía trước mình họ thắng một cách vô lý, đang lái xe mà tự nhiên thắng giữa chừng thì mà mình phải đụng họ, thì khi đó đó yes là lỗi của cái người phía trước. Nhưng mà trong trường hợp này của ông đó, cái người kia họ giọt ra, ông lái xe cẩn thận, ông không đụng họ. Thật sự nếu mà ông đụng họ đó thì cái người mà trong hẻm mà giọt ra đó thì là cái người có lỗi. Rồi lấy thí dụ nha, lấy trường hợp này ông không đụng nhưng mà lấy thí dụ nha. Thí dụ cái anh ở trong cái một cái driveway, ông giọt ra, ông chạy thẳng, ông đụng cái ông driveway. Sau khi ông đụng driveway rồi, cái ông phía sau ông đụng ông nữa. Thì trong cái accident này đó, cái phía trước của ông đó là cái ông mà từ driveway giọt ra phải chịu trách nhiệm, phải sửa. Tức là 50% là cái anh mà giọt ra từ cái driveway ra chịu trách nhiệm. 50% tức là cái anh phía sau đó mà đụng phía sau ông đó sẽ chịu trách nhiệm. Do đó trong trường hợp này hai người sẽ chịu trách nhiệm bồi thường về vấn đề hư hao xe cộ của ông. Hay là nếu ông bị thương tích thì cũng sẽ hai người sẽ liên đới chịu trách nhiệm về cái thương tích của ông. Ok? Như vậy là mỗi người sẽ chịu 50% hả luật sư? Likely đó, đối với bảo hiểm thì nó không biết phải chia như thế nào. Thì thường thường nó sẽ ok 50-50. Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, không có chi ông. Dạ. Luật sư được mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Đến đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị còn chờ đường dây thì tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.